Rồi, video quay hai cái vẻ đuôi cho khách yêu cầu miếng bà gà dưới yên với lẹ chân bùn sao. Rồi, bát tôi là còn nguyên hết, không có bị nứt bể. Rồi, chân bùn sao, đèn pha còn, chân bùn còn nguyên, nhựa sao còn nguyên không gãy, bát biển số còn, bát hai bên còn, nhựa nguyên zinc không nứt bể chỗ nào đó. Miếng nhựa chân bùn này đúng ra là tháo cái biển số này, tháo cái miếng chân bùn đen này ra nè, mà để bán nguyên combo khỏi tháo mới công. Còn ai muốn hỏi mua riêng cái này là bán riêng này, mà ai hỏi riêng này bán này nha, mình bán lẻ hết nha. Tạm thời khi mình bán là bán nguyên như vậy. Còn anh em hỏi muốn mua lẻ này là cũng tháo ra bán luôn, bán tắt, mua gì bán đó nha anh em. Nhựa dưới bờ ga, miếng này là cái miếng hiếm nhất trên trái đất, miếng này là tìm hết các nước Việt Nam mà không bao giờ có, mà đẹp như vậy chỉ có tháo xe mà hàng cột giữ ra nó mới còn nguyên rồi thôi. Ở đây có dấu két gì không ạ? Này có dấu trét kìa nè, nứt tí xíu rồi, không làm ảnh hưởng tới cái phần bắt ốc. Đó, nguyên zin hết, không nứt bể. Rồi, hai sản phẩm dành cho khách yêu cầu hai món này nhé. Đó, anh em yêu cầu, anh em thích món nào và nhắn Zalo mình sẽ quay phim video chi tiết từng món cho anh em coi nha.